Bắc Kỳ ngọt ngào dễ thương. Còn con nàng vô miền Trung yêu thương gia đình hết lòng mẹ cha. Thương cha qua bao nắng mưa không ngại gian khó dỗ dằn đàn con. Dẫu cuộc đời miền Nam suốt đời ghi nhớ công ơn sinh thành. Cha ơi cha thương các con, gia tài cha có để dành làm chi? Thôi thì cha hãy chia đi, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm, rồi luôn con út cả nhà đều vui. Em ơi chưa hiểu thời nay cũng vì vật chất nhuộm màu đắng cay. Đừng vì cuộc sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình. Sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình người. Đừng vì cuộc sống xa hoa bon chen vật chất mà quên đi tình người. Bây giờ ông chớp con mắt bên phải coi, chớp mắt bên trái coi, cái kỳ vậy ta? Ông chớp hai mắt coi. Trời, ông này, tôi kêu chớp bên phải, ông chớp bên trái, kêu chớp bên trái, ông chớp bên phải, chớp hai mắt ông lè lưỡi, khùng. Bởi vậy tôi mới kêu ông tới, chứ đâu có rảnh đâu, cứ mời bác sĩ tới làm chi? Đúng rồi. Ông mất trí đúng không? Hèn chi theo số tuổi của ông á, ăn bận thấy không có hợp với tuổi của ông chút nào. Hiểu. Hiểu gì? Ăn mặc đơn giản quá. Mai mốt lựa đồ sặc sỡ hơn mặc. Ví dụ như đó, cái màu cam này nè, phối cái màu tím này nè. Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ thử phản ứng của ông. Tôi biết liền. Ông bây giờ ông ngồi thẳng lưng lên. Đó, nhìn tôi. Nhìn tôi nha. Chuẩn bị nha. Hey, làm gì thủ thế vậy? Phải thủ chứ. Chị có nhớ lần trước tôi thử chị không? Chị đá tôi cay muốn chết luôn à. Ai bị ông đánh mạnh quá anh chi? Bây giờ đối với những người đàn ông mà chân già vậy nè, tôi mà không thủ thế từ xa đá tôi cay cho chết luôn hả? Thấy chưa? Đâu phản ứng gì đâu. Trời ơi, sao tôi gọi ông từ nãy giờ mà bây giờ ông mới phản ứng? Già rồi, phản ứng chậm. Thôi được rồi, bây giờ á tôi sẽ ra cái lộ trình thứ hai để chữa trị cho ông này. Hả? Lộ trình là chi? Là sao? Lộ trình này nhận dạng. Lộ trình chi? Nhận dạng chi? Ai đây? Đây là cái gì? Rồi. Người. Hay đúng quá. Rồi. Đúng rồi. Được được, tốt. Rồi. Gì đây? Thú. Đúng rồi, thú mà làm thú gì? Khỉ. Đúng hai con, một xấu một hai con đẹp. Trời đất ơi, có một con à? Ở đâu ra hai con mà một xấu một đẹp ông nội? Khỉ đẹp, khỉ xấu. Trời, đúng rồi. Bá tôi nói là bác sĩ giống con khỉ là bá tôi tỉnh táo quả rồi, biết bác sĩ giống con khỉ xấu nữa. Trời ơi, bác sĩ gì mà trị liệu gì mà giống như là lớp mầm non vậy, nhận dạng quá vậy. Trời ơi, chú không có biết gì hết á. Cái này á là người ta gọi là trị liệu kiểu trực quan sinh động. Bây giờ á, ba phát hiện được người, ba phát hiện được thú, rồi từ từ á, ba sẽ phát hiện được những thứ quý giá hơn như vậy, hiểu chưa? Thôi tôi biết rồi bác sĩ, mừng chí mà làm những chuyện rối ren như rửa. Đứa đấy nè, đi thẳng vô vấn đề đi. Muốn ba nhận dạng đúng không? Hỏi đúng. Chí mấy con ní, mình phải hỏi những hình thực tế để kích thích trí nhớ của bá, để bá tinh tảo nhận dạng ra. Bá, hình chí, bá nhìn đi rồi trả lời. Vàng thỏi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Giỏi quá. Bá tin rồi. Đúng rồi, mừng đúng rồi. Quá. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa hết mô bá. Đấy nè,
Theo bà thì đấy là cái rương đựng cái chí. Rương đựng vàng thỏi. Ông tin rồi. Anh á, bỏ nghề đi. Bác sĩ chí mà không biết cái chí hết. Như tối nè, không học cái chí hết mà tối vẫn biết làm cho bệnh nhân tỉnh táo nè. Bà nè, để là rương đựng vàng, gọi chung là cái chí. Nôm na là khó chí. Khó chí bá. Khó gì? Ba nói khó đi, bà nói đi ba. Khó gì? Sao ba? Nhiều cái rương giống như vậy. Dạ. Ở chung một chỗ. Đúng rồi. Đúng rồi. Gọi là sao ba? Khó. Khó bảo. Ba ơi, phải rửa là. Đúng rồi. Ba đã nhớ khó bảo rồi. Bây giờ ba chỉ cho tụi con biết khó bảo của ba hẳn ở mố. Đúng rồi ba. Đúng rồi. Ở đâu? Ở đâu ba? Ở đâu? Nằm. Ở mố ba? Ở đâu? Nằm trong cái đống này nè. Hả? Dạ. Thôi, ba chị đi, ba chị đi. Ba chị đi ba. Đây. Ở mố ba. Vàng thỏi. Đúng rồi. Được để trong rương nè. Đúng rồi. Cái rương nó nằm trong ngôi nhà. Đúng rồi. Nhà của mình. Trong nhà có người. Cú Bín đi. Đúng rồi. Cú Bín à. Muốn tìm là phải có cái cuốn sách hướng dẫn. Bản đồ. Bản đồ. Có nghĩa là bản đồ là Cú Bín dự. Cú Bín ăn dữ hả? Đúng rồi. Hiểu cái cuốn sách hướng dẫn này phải có kiến thức, có học để hiểu biết. Đúng rồi, đó, Cú Bín đi biết. Học rồi. Cái con khỉ này nó đi tới đây nó chơi với con khỉ này. Con ngớ tính này là ở trong sở thủ đi. Hiểu rồi, bấy chứ là Cú Bín với sở thủ gặp khỉ. Rồi hai con chó nó thấy nó chạy đi, nó mé. Nó mé gì? Chó. Nó mé ai? Ai nuôi chó? Nó mé con cọp. Trời. Gì kỳ vậy ta? Con cọp là bởi vì có con khỉ tới chơi, nó mé con cọp, trong khi con cọp thì đang canh con heo. Cái gì kỳ vậy? Có liên quan tới con heo nữa trời. Đó là heo mà nó bày đặt mang dài. Trời. Màu hồng nữa. Là sao? Rồi xong rồi cái trong cái kho báu đó cuối cùng là nó nằm ở đây. Đó. Trời ơi, là sao? Cuối cùng là sao? Chuẩn bị nghe nói lại nè. Ừ. Kho báu rồi. Trong nhà. Trong nhà có người. Có người. Mà muốn biết kho báu thì phải có đọc hướng dẫn. Mà muốn hiểu hướng dẫn thì phải có trình độ kiến thức. Mà là đây cái người này là bạn của con này. Tới chơi hai con chó đi mé con cọp. Và con cọp nó đang đứng đó, nó canh con heo. Con heo thì nó mang dài hồng giống như cái bông trên cái áo này vậy nè. Ba, mấy ngón? Một. Thôi biết rồi, buồn ngủ rồi phải không? Ừ, động não quá, buồn ngủ quá. Biết ngay mà, thôi vô ngủ đi. Thôi, chào bác khỉ, tôi đi ngủ. Tôi là bác sĩ Tiết Tông, chứ phải là bác khỉ. Bác sĩ lái con khỉ. Biết rồi. Ở chơi nha, tôi đi nghỉ. Chào bác sĩ lái con khỉ, tôi đi nghỉ. Kệ đi. Làm sao? Động não đi. Động não? Ông này cũng nói nhiều câu sao mà sao hại não vậy ta? Bác sĩ, hỏi thiệt bác sĩ nghe. Bác sĩ là trị bệnh tâm lý hay? Bác sĩ tâm lý? Chuyên trị bệnh mất trí cho người đúng không? Không, tôi là bác sĩ tâm lý. Bác sĩ thú y, chuyên chữa bệnh tâm lý cho thú vật. Cái chí? Trời ơi! Chị hai, chị mà là rửa. Cái gì? Rắn mà chị mời bác sĩ chuyên trị tâm lý cho thú về trị bệnh tâm lý cho bá là rắn. Trời ơi, cũng phải tốn tiền vậy. Có phải không tốn tiền đâu, mắc muốn chết chứ có rẻ đâu. Mắc cái gì mà mắc? Hả? Tôi kêu có 150 ngày mà mắc. Hả? Tôi kêu chị là trả cho tôi 200 ngàn một lần khám, không chịu, đòi đúng 150 à. Thôi đủ rồi, ôi chú cha mà ơi, chị mừng chí mà vô hầu rửa. Rắn mà chị lấy của tôi 1 triệu là rắn. Tiền bạc của tôi ở mô. Thì cái tiền đó thì phải trả từ từ chứ bây giờ mướn một ông bác sĩ một lần 1 triệu đồng thì cái tiền nó mướn được 1 lần à? Thôi mệt quá đi, chị nói là chị hiểu thạo mà chị đối xử với ba như rửa. Đúng rồi. Lợi như ba chết rồi kho báu mừng rắn mà tôi tìm được không mừng rắn mà cả nhà tìm được. Thôi mệt quá đi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa tôi cũng vận dụng cái chất xám của tôi tìm ra được ông bác sĩ. Còn nếu như không có bác sĩ thì làm sao chữa bệnh cho ba? Làm sao mà ba tìm ra được kho báu? Thôi mệt quá đi. Bác sĩ coi như bây giờ bác sĩ xong việc rồi. Bây giờ mà bác sĩ về giùm tối đi. Về thì trả tiền cho tôi đi. Tiền gì nữa? Đưa tiền người ta đi, nổi năng chi nữa. Để người ta đòi như rửa xấu hổ chưa. Này 150. Bực mình. Nè. Cái gì? Nè. Còn cái vụ kho báu sao? Kho báu gì? Trời ơi, tôi hỏi để có phần chia chứ bộ. Tôi giết ông bây giờ.
Chị hãy bình tĩnh đi, đừng có hung dữ như rửa. Người ta giúp đỡ mình, giúp đỡ bà tìm được kho báu, bây giờ phải chia cho người ta chở. Bác sĩ nè. Sao? Bác sĩ muốn bị kho báu mố và muốn chia kho báu đúng không? Ừ. Được rồi, dễ lắm, đi nè. Trong hình ní, bà tôi chi là kho báu ở ní. Bây giờ bác sĩ suy nghĩ rồi tìm cách tìm kho báu đi. Khi nào mà tìm được, bác sĩ đào hết, lấy hết, không cần chia cho tôi túi chi hết. Thì... Nhưng mà hồi nãy ông đó ông chỉ ở trong đây mà sao bây giờ chị nói tiếng Anh sao tôi không hiểu gì vậy? Thôi nói tiếng Việt đi. Tôi nói tiếng Việt. Vậy kho báu nằm trong đây. Động não suy nghĩ đi. Mà nếu bác sĩ mà tìm được kho báu, bác sĩ không điên, tối làm con bác sĩ. Ráng động não đi. Thôi về đi. Này, tìm không ra, đốt lên, cho vào sữa, quậy lên uống là tìm ra à? Trời ơi, cái ông này. Ủa, chỗ Út. Kho báu nằm trong đây. Để tôi về tôi tìm cho. Tôi nói. Mấy anh chị làm gì ba nữa vậy? Có gì đâu. Mượn bác sĩ về thăm khám bệnh cho ba. Chị hai mượn bác sĩ về trị bệnh tâm lý cho ba. Chị hai có hiểu lắm nè. Đúng. Thương ba lắm nè. Đúng. Ừ. Mượn bác sĩ thủ y về trị bệnh cho ba nè. Mượn bác sĩ mắc lắm. Tới 150 một lần khám bệnh lần. Chứ không phải mấy anh chị đang tìm cách tìm kho báu của ba hả? Tụi tao mày biết không, đang tìm cách giúp cho ba. Mà mày có quyền gì mà mày dám ngăn cản, can thiệp? Ừ. Mày chỉ là em Út thôi mà. Đúng rồi, chủ không cần bỏ công sức, không cần bỏ tiền bạc chi hết. Chỉ được danh nghĩa là chủ Út trong nhà, được chia kho báu đồng đều muốn chi nữa. Đúng rồi. Dù sao đi chăng nữa, tôi á cũng đã mời bác sĩ về đây. Còn thím cũng bỏ tiền vào, chúng ta hả còn có hiếu chán. Đúng rồi. Mấy anh chị thôi đi. Em không có quan tâm tới cái kho báu đó. Còn mấy anh chị á, coi lại cách có hiếu của mình đi. Nì nì, đi mố. Bây giờ em lên thăm ba cũng không được sao? Được rồi, lên đi. Bực mình. Làm như có hiểu dữ lắm. Trong cả nhà ní không ai có hiểu bằng tôi hết. Đúng không? Ừ. Trả 1 triệu đấy. Hiểu à? Hiếu. Hiếu à? Hiếu. Chú Hai mới tới hả chú Hai? À, con sao rồi? Bữa nay đỡ hơn không? Dạ, con vẫn còn hơi mệt chú Hai. Ừ. Nè. Dạ. Cái cháo hồi chiều chú mua cho con á, con ăn hết chưa? Dạ, con ăn rồi. Cảm ơn chú Hai. Ờ. Ráng ăn cho nó khỏe, nghe không? Dạ. Nghe không? Nè, chú mua thêm cho con mấy gói nước xong nè. Ráng dậy sớm nấu xong cho nó khỏe, nghe không? Dạ, con cảm ơn chú Hai. Nè. Dạ. Cái này chú hỏi tò mò chút nghe. Mấy bữa rồi con bệnh cái cô bạn gái của con tới thăm con chưa? Ừ. Ồ, bạn gái nào chú Hai? Cái cô Thu á. Dạ. Nhưng mà đó không phải là bạn gái của con chú. Không phải bạn gái con. Dạ. Chứ chú thấy cái cô đó cũng được á. Vậy hãy tỏ tình với người ta đi. Con đâu có chắc là người ta có thương con đâu chú. Chú không biết là thương hay là không thương con. Rồi. Nhưng mà nói con nghe, bây giờ cổ tới cổ thăm con kìa. Tự hiểu đi ha. Thu, vô đây con. Thôi. Dạ. Có gì muốn nói cứ nói đi ha. Chú về có công chuyện. Chú về nghe không? Dạ, con cảm ơn chú. Về. Con chào chú Hai. À. Để Hiếu xuống lấy nước cho Thu uống. Thôi được rồi, Hiếu nghỉ đi. Ừ. Thì ra mấy hôm nay Hiếu nghỉ học là tại vì Hiếu bị bệnh. Nhưng mà tại sao Hiếu không nói cho Thu biết để Thu tới thăm? Tại Hiếu thấy không có gì quan trọng nên Hiếu không có báo cho Thu biết. Thu tới đây nãy giờ mà điện thoại cho Hiếu hoài không được. Cũng may á là Thu tới đây gặp chú Hai ngoài cổng á, rồi chú Hai đưa Thu vô đây. Chứ không thôi á, Thu không biết làm sao để mà gặp Hiếu luôn á. Để ngày mai Thu đưa Hiếu đi khám bệnh nha. Không sao đâu, làm phiền Thu quá. Sao Hiếu cứ cố chấp quá vậy? Thu là bạn của Hiếu, quan tâm đến Hiếu cũng không được sao? Nếu mà Hiếu cứ có thái độ như vậy hoài á,
là Thu sẽ không có gặp Hiếu nữa đâu. Mỗi lần mà Thu gặp Hiếu á, giống như là Thu có cảm giác giống như là Thu làm phiền Hiếu vậy đó. Thu à, Hiếu không có ý gì đâu. Nếu Hiếu không có gì không phải, Thu đừng có giận Hiếu nha. Ai mà thèm giận Hiếu chứ. Hiếu đang gì chưa? Hồi chiều á, Hiếu ăn cháo của chú Hai đem qua rồi. Ăn từ chiều tới giờ hả? Bây giờ chắc là đói bụng rồi đó. Hiếu nằm nghỉ đi, để Thu xuống nấu cháo cho Hiếu ăn nha. Bệnh á là phải ăn nhiều cho nó mau khỏe. Thì ra cô ấy lo lắng cho mình đến như vậy. Thật ra mình có nên đón nhận tình cảm này hay không? Hiếu, Hiếu đang bệnh sao không ở trong phòng mà ra đây chi vậy? Nằm ở trong phòng hoài, Hiếu muốn ra ngoài một chút cho nó thoải mái. Ừ. Hiếu ăn cháo đi, Thu nấu đó. Thơm quá, Thu nấu cái gì mà ngon quá vậy? Tủ lạnh nhà Hiếu á chỉ còn thịt bò thôi, nên Thu lấy ra nấu cháo thịt bò cho Hiếu. Đây là lần thứ ba Hiếu được ăn cháo thịt bò đó. Hồi đó lúc Hiếu còn nhỏ, có một lần Hiếu bị sốt, mẹ Hiếu nấu cháo thịt bò cho Hiếu ăn. Khi lớn lên á, lúc mà Hiếu thi đại học á, bà Hiếu sợ Hiếu mất sức nên đã nấu cháo thịt bò cho Hiếu ăn. Còn bây giờ là Thu nấu đó. Nhưng mà lần này á, Thu nấu đơn giản lắm nha. Không biết có vừa miệng Hiếu giống như là ba với má Hiếu nấu không nữa. Hiếu cảm ơn Thu nhiều nha. Có gì đâu, tụi mình là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ. Mà sao Thu không múc một tô nữa ăn cùng Hiếu cho vui? Ăn một mình Hiếu ngại lắm. Hồi nãy á, lúc trước khi qua đây Thu ăn rồi. Hiếu ăn đi, thấy Hiếu ăn ngon miệng á là Thu vui rồi. Lúc cháo còn nóng á, Thu cho hành với là tiêu nhiều cho Hiếu ăn giải cảm. Thu nè, sau này ra trường á, Thu định ở đây luôn hay sao? Bộ Thu không về quê với cô Năm, định bỏ cô Năm một mình hả? Thu cũng chưa biết nữa, để Thu tính coi sao. Mà hôm qua má Thu có gọi lên, nói là ở dưới quê mình chuẩn bị quy hoạch để làm khu du lịch sinh thái đó. Họ quy hoạch ngay chỗ nhà Hiếu và nhà Thu luôn đó. Đúng là mình không thể nào lường trước được những chuyện xảy ra ha. Thôi Hiếu ăn nhanh đi, để còn vào nghỉ ngơi sớm nữa. Hiếu đang bị bệnh nè,
Mà trời ngoài này á thì gió lớn lắm, kiếm vào ngoài này lâu á không có được đâu. Thôi bây giờ trễ rồi, có gì ngày mai Thu sẽ gọi cho Hiếu. Bây giờ Thu về nha. Thu. Hiếu. Cảm ơn Thu. Alo, tao nghe đây, có gì không Nam? Mày làm cái gì mà sao mấy bữa nay tao không thấy mày vậy? Tao bị sốt, nên tao ở nhà. Mày có gặp Thu không? Có nói chuyện với Thu không? Sao tao liên lạc với Thu hoài không được vậy? Ê, sao hôm nay mày hỏi tao giống hỏi cung vậy mày? À, đâu có gì đâu. Tại vì tao liên lạc với Thu hoài mà không được. Mà mày có làm sao không? Không mấy bây giờ tao qua với mày nha. Thôi, được rồi, tao không sao đâu. Tao bị sốt nhẹ thôi, bây giờ cũng ổn rồi. À, mà Thu cũng mới từ nhà tao về á, mày gọi cho Thu đi. Vì có mày là hiểu ý tao à. Ủa mà Thu qua thăm mày hả? Phải chi tao cũng được như mày hả? Mày nói gì là sao, con quỷ? Bộ mày muốn bệnh giống tao á hả? Mày nhảm với vừa thôi. Thôi, tao mệt rồi, vô nhà nghỉ đi. Ừ, vậy nha, bye bye. Mày thấy không, tao với mày hợp tác chung như diều gặp gió vậy đó. Bây giờ mày có tiền á, thầu thêm mấy công trình lớn nữa thì lúc đó mình mới có tiền làm giàu. Mày thấy rồi đó, bây giờ đâu có cái gì mà dễ ăn đâu. Vật tư á thì giá cả thay đổi liên tục mỗi ngày, tiền á thì chôn như mấy công trình này rồi, ở đâu mà ra tiền đấu thầu mấy công trình khác nữa. Có tiền thì mới có cơ hội, mày không thể dây của mấy ông anh mày hả? Thôi mày ơi, mấy ông cũng làm ăn đủ thứ hết đó, tiền đâu ra mà cho mượn. Mà thôi, mày đừng có nói nhiều nữa, mày lên tầng 2 coi, kiểm tra coi tụi nó làm ăn thế nào rồi. Tao không có lên đó được đâu, chóng mặt lắm. Trời đất ơi, mới có tầng 2 thôi mà mày sợ rồi hả? Mệt được quá. Cái bệnh mày sao lâu trị vậy? Tao tập được là tao tập rồi, không có được. Thôi, bây giờ dậy đi, tập đi. Bây giờ mày lên tầng 1, rồi mày ráng lết từ từ lên tầng 2, rồi từ tầng 2 mày mới có can đảm lên tầng 3. Mày phải như tao á, mày mới hiểu chuyện đó ha. Thôi bây giờ từ đây về sau, tất cả những cái gì mà có liên quan tới chữ tầng trong đó mày quản lý giùm tao ha. Tao mà lên trên đó tao xỉu, tao bỏ tay với mày luôn á. Trời ơi trời, lên thầu rồi mà còn sợ độ cao nữa. Trời ơi, thông cảm giùm tao đi mày ơi, mệt được quá. Đi đi, đi lên. Khổ với mày thiệt á. Thông cảm đi mà. Nghe má chỉ chưa? Ông thầy ông nói con nghe không? Có nghĩa là cái viên màu vàng này thì dành cho buổi sáng, còn viên màu đen thì dành cho buổi tối. Buổi sáng thì 10 viên màu vàng, 1 viên màu đen, còn buổi tối thì 10 viên đen kèm 1 viên vàng, nhớ chưa? Má nói nhớ không? Uống đúng buổi, đúng liều nghe không? Uống sai là không có tốt đâu đó. Đẻ con nửa vàng nửa đen đó con. Má này nói nghe thấy ghê quá. Mà má ơi, con thấy có chút xíu gì mà tới 5 triệu lận. Thì thuốc mà, thuốc hay phải chịu chứ con. Nhưng mà con cũng hy vọng là lần này có kết quả không á. Nếu như á mà có kết quả thì con quyết định xin đôi cho anh Nghĩa biết mặt. Thôi 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 thôi, nhìn cái mặt của con á là biết ham hố của con rồi. Nè, ta dặn sao thì uống vậy, đừng có ham hố uống thuốc nhiều nha. Đừng có bắt chước như cái bà con trên mạng không. Sao má? Thì bả da trắng mà bả đẻ 2 đứa con, một đứa da trắng, một đứa da đen, mà chồng con là da vàng đó. Ủa, làm sao vậy má? Có nghĩa là chồng con da vàng,
Mà đẻ con ra đứa da trắng, da vàng, da đen, nó bỏ con chứ sao? Trời ơi, vậy mà cũng biết nữa. Mà nếu được như lời ông thầy thuốc nói á, uống 2 tuần mà có kết quả thì hay biết mấy ha má. Con đang tưởng tượng á, mà lúc á con có bầu á mà lại tìm được kho báu nữa thì chắc là xong hỷ lâm môn luôn á má. Trời ơi, thấy thương cục cưng tôi quá à. Từ cái bệnh vô sinh mà chuyển cái bệnh quan tưởng. Thôi làm ơn đi nghe. Để má nói con nghe nè, cái thuốc này á, con mà uống vô á, con sẽ có bầu. Còn người lớn tuổi như má uống vô á thì má sẽ trẻ. Ôi má tưởng tượng, ôi ôi, má tưởng tượng má uống thuốc này, người má sẽ thon gọn, da mặt má căng như gái 18, má dài vậy nè, má cao vậy nè. Lúc đó các đại gia quỳ mọp với chân má đó. Bạch Mã Hoàng Tử đứng dài 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 xin má tình yêu á, xin má hiến dân tình yêu á. Thôi 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 thôi, má là má tưởng tượng đi nha, con đi về nấu cơm đây. Lúc này anh nghĩ anh dễ bảo sản với con lắm. Nhỏ này là tôi mất hứng à. Nè 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 nè, đem thuốc về uống. Trời má ơi, con đem về bệnh uống á, cái anh nghĩ anh biết rồi sao. Để đây đi, con qua đây con uống. Nhỏ này lâu lâu thông minh đột xuất á. Thôi con về nha má. Nhớ bye nha, bye. Chiều qua uống thuốc nghe không. Bye bye má. Ừ, bye bye con. Hồi nãy đang tưởng tượng là mình mất hứng, bây giờ mình tưởng tượng lại. Mình uống thuốc này vô á, nó thì uống 10 viên, mình lớn tuổi uống 20 viên. 20 viên thì 2 viên đen. Mình uống thuốc này vô mình sao ta? Mình sẽ trẻ đẹp, rồi mình sẽ kiếm chồng, mình sanh con, rồi con mình vừa vàng vừa đen. À, trời ơi, tôi đẻ quái thai à? Tôi không dám uống đâu. Ngồi ăn sẵn luôn đi ba. Con mời ba. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì vậy? Ba nị, hôm nay ba biết hôm nay là ngày đặc biệt nên ba mặc đồ đẹp đúng không ba? Diện nguyễn một cái đó là ăn không cần chậm tương ớt mà vẫn cái. Trời ơi, tối ngày ba lấy đồ của con mặc không à? Đã vậy còn cái nón của con Bi nữa. Bữa nay ngày đặc biệt mà. Đúng rồi. Chiều đi làm nhớ về sớm. Đúng rồi, nhớ về sớm anh Hì. Anh thì cũng muốn về sớm lắm. Nhưng mà em hãy coi công việc của anh đó. Em phải hiểu chứ, anh làm ngành truyền thông mà. Trời ơi, bây giờ em thấy không, cạnh tranh quá trời quá đất luôn. Phải tiếp khách, phải ăn nhậu với người ta. Em biết rồi, nhưng mà anh nghe ba nói rằng hôm ní là ngày đặc biệt ba hì. Ba ngày nào mà không đặc biệt, mỗi ngày á thấy ba diện một bộ, một màu khác nhau kìa. Nhưng mà hôm ní ba tỉnh táo, ba nói là ngày đặc biệt ba hì. Anh, đặc đúng biệt. Rồi. Anh, về sớm thì... Dạ. Nói luôn đi. Thôi được rồi, nói luôn đi. Khi ăn thì là phải nói thật. Thôi được rồi, phút nói thật bắt đầu. Anh nì, hôm nay thật ra là... cái chí? Alo. Hả? Chiều nay đi sinh nhật của Tuấn hả? Trời ơi, phải có mặt của tôi chứ sao bỏ được. Rồi yên tâm, chưa có mặt. Đừng lo nghe. Rồi điểm hẹn có gì tính sao? Rồi rồi rồi. Đó anh thấy không? Công việc của anh mà. Trời ơi, sinh nhật của người ta mà sao anh vắng được? Sinh nhật của ai? Đây là đối tác của khách hàng, đối tác của anh. Trời ơi, mấy bữa nay anh bận biểu lắm. Thôi anh đi nghe. Giờ anh phải đi làm nếu không trễ giờ á. Có đi nha ba. Ê. Sinh nhật mà. Ba, ba nói cái chi? Ba biết hôm ní là ngày đặc biệt chi? Ba nói con nghe. Sinh nhật. Sinh nhật ai ba? Đối tác á, trong điện thoại á. Đối tác chi?
Ba nội là ngày đặc biệt là trước khi mà anh chị nghe điện thoại mà. Sinh nhật cô ái, ba nhớ ba nội con nghe con mừng đâu, đi ba. Đâu, sao mà nội trước điện thoại. Ba tình đâu được đúng nhớ, không? Không. Ba nội con nghe đi, sinh nhật của ai. Đâu có nhớ gì đâu, thôi để em lầu ăn. Không có nhớ mà. Ba, nội con nghe mà. Đi. Ba nhớ cái chi, nội con nghe đi. Ba đi. Rắn. Chẳng lẽ người có trí nhớ thì lại quên, còn người mất trí nhớ thì lại nhớ. Là rắn. Bán thuốc cho khách hả em? Dạ, dạ chào anh. Dạ. Em à, nhớ bán đúng liều đủ ngày thôi. Đừng có bán dư quá, khách uống không hết, dư bỏ tội. Em. Dạ. Này, để cho bé nó bán đi. Chị kể cho em nghe cái này. Chị vừa mới đi thăm viện dưỡng lão về. Trời ơi, vô trong ấy, nhìn mấy cái người già cả mà thương quá đi. Nhìn mấy cái người đó cô đơn mà xót lòng. Bệnh hoạn không có ai chăm sóc. Chị mới mang theo mấy cái bịch thuốc bự bự ấy, vô phát cho họ. Chứ họ không có ai chăm sóc ấy, chị thấy thương. Đi vào trong đó, thấy mấy người già như vậy. Mình ước chi ấy, mình có một cái lâu đài to, thật là to. Mình rước hết về để tiện chăm sóc. Tội quá à. Chà, bà chủ tiệm thuốc đúng là tốt bụng thiệt đó nha. Người tốt như vậy á thì đảm bảo là sẽ không mua gian bán lận đâu nha. Dạ. Tôi tin á là hiệu thuốc này bán toàn thuốc tốt không à. Mai mốt tôi có chuyện gì á thì tôi sẽ tới đây ủng hộ cho bạn. Dạ, cảm ơn anh. Anh biết không, em buôn bán vậy á là tượng trưng thôi, chứ kiếm lời á em làm từ thiện hết trơn à. Mà thuốc em á uống vô mau hết bệnh lắm. Anh nhớ là uống đủ ngày. Em ơi, nhớ bán đủ liều nha em nha. Dạ, em chào anh. Thôi, mấy em buôn bán tiếp đi nha. Bây giờ chị phải về, chiều nay á còn phải đi thăm viện mồ côi. Mệt quá, bye bye mấy em. Phải làm việc thiện em ạ, mình phải tích đức em ạ. Anh, ai gọi giờ này mà vô duyên quá vậy? Khỏi bắt máy đi anh. Đi đâu mà bấy chiều chưa về nữa? Gọi thì không bắt máy, chắc chắn là đi ngủ với con nào rồi. Chết cha rồi, trễ quá rồi em ơi. Dậy dậy, dậy dậy. Thôi ngủ đi anh, kệ người ta. Gọi chán người ta tự tắt à. Đây, anh thôi, cho thôi, máy thôi, tắt thôi, cho. Trời ơi. Mà thôi, anh phải về em ơi. Phải về. Vậy á, mà anh nói á, anh dành hết thời gian cho em. Quá ra toàn là nói xạo mà. Thôi em ơi, anh phải về. Cái con sư tử Hà Đông ở nhà nó dữ lắm em ơi. Nó quýnh anh chết. Thôi đi. Ở lại với em đi mà nha. Mình tiếp tục vui vẻ nha. Thôi em ơi, ngoan ngoan đi, nghe lời anh đi. Anh ngày mai anh sẽ đền bù cái khác cho em hả? Không, em không cần. Trời, em vậy chứ em muốn sao bây giờ? Bây giờ ngay ngày mai anh sẽ mua cho em một cái nhẫn kim cương. Được không em? Coi như là anh chuộc lỗi ngày hôm nay ha.
Thôi đi, em biết thân biết phận của em mà. Em chỉ là giật để cho anh vui vẻ thôi à. Trời, em đừng có nói như vậy. Đối với anh á, em quan trọng biết là chừng nào. Trời ơi, phải chi mình gặp nhau sớm hơn vui biết mấy. Anh phải về mà, đi ha. Trời, làm gì mặc cho ủ à. Em không vui sao anh yên tâm anh về ha. Em mời lại anh nha. Rồi, em muốn về không? Anh đưa em về luôn nha. Không, em muốn ở lại đây để được ngửi mùi của anh à. Trời ơi, thôi được về rồi, luôn đây anh làm. Anh về đi. Anh sợ thì anh đi về đi. Kẻo con vợ già của anh ở trong á, nó làm khó dễ anh đó. Trời ơi, hoàn cảnh của anh em biết hết trơn hết trọi rồi, còn gì nữa bây giờ. Thôi, anh phải về em ơi. Thôi anh đi tắm nha. Ôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Bể chư rắn, bể chư là ảnh chế tôi già, ảnh chế tôi quấy mùa không biết chân diện, anh bỏ theo gái thì thôi được rồi. Tối nè, vợ của anh nè, con vợ bị anh từ chối nè, sẽ thay đổi cho anh thấy, anh sẽ mê tôi. Đâu rồi? Bực mình quá. Cô. Cô có biết tôi đang tiếp khách không? Mỗi khi tôi đang nói chuyện với khách á, thì cô lại làm phiền. Cô có biết thời buổi bây giờ kiếm tiền khó lắm hay không? Chứ đâu có nhà mà ở không sung sướng như cô đâu. Sao tự nhiên hôm nay mày đặt uống rượu vậy? Anh muốn ăn vùng, làm ơn phải biết chua mép. Ví dụ như anh đi tiếp khách là phụ nữ về, trong đêm khuya như thế ní, anh không uống rượu thì ít nhất anh phải tấp vô cái tiệm tạp hóa nào đó,
Rồi anh múa một vài lón bia, anh đổ lên người cho có mùi bia. Như rửa là em còn tin là anh đi tiếp khách đêm khuya. Bấy chừ người anh không có mùi chi hết, mà anh nói là anh đi nhậu với khách. Hay là anh coi thường tôi đến như rửa? Anh nghĩ rằng tôi ngu lắm phải không? Tôi nói cho anh biết, con Dung hắn xéo lắm cũng quăng, có người ta cũng như rửa, và tôi cũng như rửa. Thôi, ở đây em uống rượu nãy giờ cũng mệt rồi. Thôi, mai mình nói chuyện đi. Hôm nay tôi muốn nói hết với anh tất cả mọi chuyện. Anh có biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền để cúng phụng con thư ký lăng loàn của anh không? Trong khi hôm nay là sinh nhật của tôi, một cái bánh kem anh cũng không có, một cành hoa anh cũng không mua. Anh không nhớ chi hết ngày sinh nhật của tôi. Cái bánh ni tôi mua cho cô Bin, của con trai tôi đó. Rửa mà sinh nhật tôi phải mượn bánh của con tôi để từ chốt sinh nhật cho mình. Anh đối xử với tôi như rửa, anh có con là con người nữa hay không? Thôi thôi, em lên ngủ đi, rồi mai mình nói chuyện nha. Bấy chừ nếu anh chán tôi, anh nói một tiếng đi, tôi sẵn sàng bỏ đi. Nhưng tôi không đi dễ dàng đâu. Để cho anh với con thư ký của anh sống hạnh phúc với nhau, chúng ta là vợ chồng có hôn thủ đàng hoàng. Khi ly dị rồi, anh phải chia một nửa tài sản của anh cho tôi và con. Cái gì tự nhiên em nói chia gia tài ở đây? Đúng rồi, lý gì phải chia gia tài? Gia tài mà anh được ba chia cho anh đó. Cái đó là gia tài của ba, ba chia cho anh. Đúng rồi, ba chia cho anh. Nhưng mà tôi là vợ của anh, vợ hợp pháp của anh, và cú Bín là con trai của anh. Khi mà lý gì, nhưng thử mà có sáu hôn nhân, cuộc cài có sáu hôn nhân là phải chỉ đôi cho vợ và chồng. Luật pháp đã quy định như rửa, tôi biết hết. Tôi nói như rửa, anh cứ suy nghĩ đi. Khi nào anh thật sự chán tôi, anh đưa đơn lý dị đi, tôi sẵn sàng kỹ. Đang làm gì thế này? Chị cần chăm sóc một người đàn ông trong nhà chị thôi. Vậy hả chị? Ai đó là... Ôi chú cha ma ơi, mới nhắc là ra rồi. Dạ, dạ chào anh. Cái chị? Không ngờ ba bị tai nạn mất trí nhớ. Vậy mà lại hay. Nhờ như vậy mình mới biết ba còn kho báu, mà ba còn giấu mình. Chứ nếu như ba tỉnh á, ba đừng hòng mà nói cho mình nghe. Hai người tin là ba chồng của mình có kho báu thiệt hị. Sao lại không? Cái vấn đề là bây giờ là làm sao á phải cho ba chồng mình nhớ ra. Mình phải khẩn trương lên, phải tìm cách nào đó để cho ba chồng mình chỉ cho mình chỗ nào để kho báu, để chúng ta có thể tìm được. Chị hai, chị hai. Hồi đó ba ở nhà chị á, em nhớ là chị nói là cho ba uống bổ gì mà. Từ thằng năm rồi luôn con út cả nhà yêu.